Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tông đồ là người được kêu gọi để đi theo Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu huấn luyện, kinh nghiệm gặp gỡ được chính Ngài, và để rồi Ngài sai các ông ra đi loan báo tin mừng, ra đi nói cái kinh nghiệm được gặp gỡ chính Chúa Giêsu, được ở với Chúa Giêsu, được gặp gỡ chính Ngài, được chính Ngài dạy dỗ huấn luyện và cảm nghiệm được về tình thương của Chúa Giêsu như thế nào trong cuộc đời của mình, đi nói cho người khác nghe về cái kinh nghiệm ấy, về cuộc gặp gỡ ấy. Và đó là điều mà Thánh Marco trong những trang đầu tiên, những chương đầu tiên của tin mừng của Ngài đã kể cho chúng ta nghe. Chúa Giêsu gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn để họ ở với Chúa Giêsu. Được gọi là tông đồ khi và chỉ khi họ được Chúa Giêsu kêu gọi, và mỗi người được Chúa Giêsu kêu gọi khác nhau. Nhưng mà mỗi người được kêu gọi đó thì vào ở chung với Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu. Ở lại là để nói lên việc thuộc về Chúa Giêsu, ở trong một cộng đoàn với nhau. Cộng đoàn ấy là cộng đoàn của những người không phải họ chọn nhau, mà là chính Chúa Giêsu chọn. Không phải là họ thích thì đến ở với nhau, mà là chính Chúa Giêsu muốn, chính Chúa Giêsu thích những con người ấy, và bất chấp những con người ấy với cuộc đời, với quá khứ, với hiện tại của mình ra sao và như thế nào. Vậy điều đầu tiên để được gọi là tông đồ thì họ ý thức mình được Chúa kêu gọi và người khác được Chúa kêu gọi, và kêu gọi để quy tụ với nhau ở trong một nhà, ở trong một cộng đoàn, thuộc về một cộng đoàn, và Chúa Giêsu là trung tâm ở trong chính cộng đoàn đó. Nhưng ở với Chúa Giêsu ở trong cộng đoàn đó chưa đủ, phải được Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện, chỉ bảo. Và Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện và chỉ bảo trong tư cách là một cộng đoàn của những người được Chúa Giêsu kêu gọi đó, một cộng đoàn chung cho tất cả mọi người đó. Nhưng đồng thời cái cộng đoàn đó, mỗi cá nhân ở trong cộng đoàn đó phải là những con người gặp gỡ cách riêng tư đích thực chính Chúa Giêsu ở với mình, kinh nghiệm được Chúa Giêsu, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu đối với mình là như thế nào. Về điểm thứ hai, trong cái khuôn mặt của người được gọi là tông đồ của Chúa Giêsu phải là những người được Chúa Giêsu dạy dỗ, được Chúa Giêsu chỉ bảo, được Chúa Giêsu huấn luyện. Và Ngài huấn luyện trong tư cách là một cộng đoàn, những con người được Chúa Giêsu kêu gọi, và những con người ấy phải để Chúa Giêsu huấn luyện, dạy dỗ, chỉ bảo. Nhưng đồng thời cái kinh nghiệm đấy, cái kinh nghiệm mà hiểu biết về chính Ngài đó thì không phải là
chỉ trong cái cộng đoàn là đủ, mà phải là trong cái kinh nghiệm cá nhân riêng tư nữa. Và Chúa Giêsu kêu gọi ở với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu huấn luyện đó, rồi sau đó gặp gỡ được chính Ngài thì Ngài sai các ông ra đi loan báo tin mừng, nghĩa là ra đi để kể lại, để nói về chính cái kinh nghiệm lòng tin, cái kinh nghiệm tình yêu, cái kinh nghiệm được Chúa Giêsu dạy dỗ, được Chúa Giêsu biến đổi, được Chúa Giêsu huấn luyện ở trong chính cái cộng đoàn của mình và chính trong cá nhân của mỗi con người đó. Và cái niềm vui đó, cái sự biến đổi đó, cái cuộc gặp gỡ đó, cái cuộc ở lại đó, cái cuộc thuộc về nhau đó là một kinh nghiệm niềm vui không thể không kể lại cho người khác nghe. Đó là việc Ngài sai đi loan báo tin mừng. Hôm nay cộng đoàn chúng ta mừng lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Thánh Tôma bị mang tiếng là một người cứng tin. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ đã gặp gỡ được chính Chúa Giêsu trong tư cách là một cộng đoàn, gặp gỡ chính đấng phục sinh trong tư cách là một cộng đoàn. Họ kể lại cho Thánh Tôma, cho người anh em của mình là Thánh Tôma, về kinh nghiệm mình đã gặp, đã thấy thầy của mình là đấng phục sinh như thế nào. Nhưng mà với Thánh Tôma, cái mầu nhiệm phục sinh nó vượt quá cái trí hiểu của con người. Cái mầu nhiệm phục sinh không thể nào mà kinh nghiệm được chính trong cái kinh nghiệm mà anh em kể lại cho mình mà tôi chưa đủ. Thánh Tôma cần muốn được chạm đến. Nếu tôi không trực tiếp lấy ngón tay của tôi xỏ vào lỗ đinh, nơi các vết thương, nơi lòng bàn tay của người hay nơi vết chân của người, nếu bàn tay tôi không trực tiếp đặt vào trong vết thương ở nơi cạnh sườn của người thì tôi không thể tin. Điều đó cho chúng ta thấy mầu nhiệm phục sinh khó kinh nghiệm, nó vượt quá trí hiểu của con người. Chúa Giêsu gọi các môn đệ để ở với Ngài, con người bằng xương bằng thịt, là con Thiên Chúa làm người đó. Nhưng mà lời Chúa Giêsu dạy, tình thương của Chúa Giêsu là cụ thể. Vâng, các môn đệ kinh nghiệm thấy được điều đó, và dân chúng cũng thấy được điều đó, vì lời Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền. Việc Chúa Giêsu làm là thể hiện tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các môn đệ kinh nghiệm được điều đấy. Nhưng để gặp được chính đấng phục sinh thì đó là một điều vượt quá sức tưởng tượng và trí hiểu của con người. Cho nên Thánh Tôma nghe anh em của mình kể lại chưa đủ, cần phải chính mình kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta thử đặt một câu hỏi, thưa quý ông bà và anh chị em. Lúc đấy, lúc anh em đang họp nhau, Thánh Tôma đi đâu mà lại để thầy mình đấng phục sinh hiện ra lại không có tin mừng, không kể cho chúng ta nghe là Thánh Tôma đi đâu, chẳng hiểu nữa. Nhưng mà con thiết nghĩ rằng là chắc là tác giả sách tin mừng muốn có một cái dụng ý, đó là mầu nhiệm phục sinh nó vượt quá cái trí hiểu của con người. Cho nên sự vắng mặt của Tôma trong lúc ấy có thể về mặt sự kiện là có thể, nhưng mà cũng có thể là dụng ý của tác giả để diễn tả, để trình bày cho chúng ta một khía cạnh của thần học, một khía cạnh của mặc khải, để nhờ Thánh Tôma mà chúng ta thấy. Chúa Giêsu nói phúc cho những ai không thấy mà tin. Và Chúa Giêsu đấng phục sinh để cho Tôma được kinh nghiệm gặp gỡ chính mình, thì Ngài đáp ứng thỏa lòng mong mỏi của Thánh Tôma, lòng mong đợi. Và Chúa Giêsu kiên nhẫn để ở với các tông đồ. Mà giáo lý cho chúng ta thấy rằng là sau khi phục sinh, Chúa Giêsu ở lại với các tông đồ 40 ngày. Thật ra Ngài phục sinh thì Ngài về với Cha chứ. Ngài phục sinh Ngài phải về với Cha. Tại sao giáo lý lại cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu phải cất công ở lại với các tông đồ, đồ đệ của mình, môn sinh của mình, học trò của mình, con cái của mình 40 ngày? Thưa, để củng cố, để giúp cho các ông đón nhận và tin vào mầu nhiệm phục sinh. Cho nên điều mà Thánh Tôma xin và nói với anh em của mình là điều anh em kể lại cho tôi, thì đó cũng chỉ là kinh nghiệm của anh em. Kể thì tôi nghe, nhưng tôi xin được chạm vào các vết thương của người tôi mới tin. Và Chúa kiên nhẫn, đấng phục sinh kiên nhẫn
để cho Tôma được tin, được gặp gỡ chính Ngài. Chúa vẫn là vậy. Xem ra là cái câu nói Chúa Giêsu, Tôma lúc này thì đưa tay con mà xỏ vào lỗ đinh của thầy, đưa bàn tay con mà đặt vào cận sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin, như thể là lời của Chúa Giêsu trách móc thánh Tôma. Không, đó là một lời của yêu thương, của kiên nhẫn, của kinh nghiệm huấn luyện dạy dỗ ở lại với môn sinh của mình, với đồ đệ của mình, với học trò của mình, với con cái của mình. Và lúc đấy thì thánh Tôma đã thưa với Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, con tin. Và để sau đó chúng ta thấy cuộc đời của thánh Tôma là một cuộc đời ra đi loan báo tin mừng, và tương truyền để lại rằng Ngài đã qua đến Ấn Độ rao giảng tin mừng bên đấy và đã để mạng sống của mình lại bên đất nước Ấn Độ. Tạ ơn Chúa vì khuôn mặt của thánh Tôma trong số các tông đồ là học trò của Chúa, là những người được Chúa Giêsu kêu gọi, là những người được Chúa Giêsu dạy dỗ huấn luyện, là những người Chúa Giêsu cho được kinh nghiệm gặp gỡ chính Ngài, hoàn toàn Chúa chủ động với cái khát khao mong mỏi của người môn đệ, của người tông đồ được gặp gỡ Chúa và được biến đổi, để rồi ra đi loan báo tin mừng, mà chúng ta nhờ vậy mà nhận được cái mối phúc lớn lao trong đời sống của chúng ta, những người không thấy mà tin. Vì cuộc lời của Chúa đáng tin, và cuộc đời của các tông đồ là những người đã kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và đã đem cả mạng sống của mình để loan báo cho chúng ta. Và hoa trái của công cuộc loan báo tin mừng của các thánh tông đồ là hoa trái của Thánh Thần để cho có giáo hội cho chúng ta ngày hôm nay. Trong ngày hành hương thứ bảy hôm nay, chúng ta lại chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương của các tông đồ. Tại sao chúng ta chiêm ngắm cái danh tước mẹ là nữ vương của các tông đồ? Vì hơn ai hết, mẹ là người ở với Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu. Mẹ cứu mang Chúa trong lòng, mẹ thuộc về Chúa hoàn toàn như các tông đồ. Và hơn ai hết, mẹ cũng kinh nghiệm cái niềm tin vào chính Chúa Giêsu, con của mẹ, là đấng cứu thế, là đấng cứu đồ. Với các tông đồ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, đợi chờ Thánh Thần đến để vỡ tung ra hết cái niềm tin của các tông đồ, để các ngài ra đi loan báo tin mừng. Hơn ai hết, mẹ là người tông đồ hơn cả tông đồ. Vì mẹ thuộc về Chúa hoàn toàn và Chúa Giêsu thuộc về mẹ hoàn toàn. Và mẹ là người luôn lắng nghe lời của Chúa để tâm suy đi nghĩ lại trong lòng của mình. Mẹ luôn hiệp nhất nên một với con của mẹ là Chúa Giêsu. Mẹ luôn hiệp nhất nên một với các tông đồ trong lời cầu nguyện. Và giờ đây, ở trong vinh quang của Thiên Chúa, ở giữa cộng đoàn chữ thánh, trong đó có các tông đồ, mẹ được đặt làm nữ vương để chuyển cầu cho tất cả những ai. Rồi đây là nhờ các tông đồ mà tin vào tin mừng cứu độ của con của mẹ. Để rồi đây, tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các tông đồ mà biến đổi cuộc đời của mình, mà mang lấy niềm vui của tin mừng cứu độ đó, thì họ cũng lên đường loan báo tin mừng. Đó là đời của mỗi người chúng ta, của người Kitô hữu và của các nhà thừa sai, của tất cả chúng ta. Vậy thì mẹ ở trong Thiên Chúa trở nên nữ vương chuyển cầu đầy thần thế trước mặt Chúa cho tất cả chúng ta, những người tông đồ của Chúa Giêsu, được kêu gọi để trở nên môn đệ của Ngài, tông đồ của Ngài, được thuộc về Ngài, được biết Ngài, được Ngài huấn luyện dạy dỗ qua lời của Ngài, và được sai đi loan báo tin mừng. Chúng ta không đi một mình. Niềm vui của chúng ta mang theo trong khi đi loan báo tin mừng không chỉ có một mình, mà chúng ta có một đấng thần thế trước mặt Thiên Chúa, đó là mẹ kính yêu của chúng ta, được gọi là nữ vương các tông đồ, luôn hằng chuyển cầu cho chúng ta, luôn hằng đồng hành với chúng ta, luôn dõi theo chúng ta, để cái niềm vui của tin mừng mà chúng ta đón nhận và được biến đổi trong cuộc đời của mình, chúng ta kể, chúng ta loan báo, chúng ta công bố cho anh chị em của chúng ta bằng chính đời sống của mình, bằng chính những mối phúc lành của chúng ta tin, và cái tin, niềm tin đó
không gì có thể lay chuyển được. Vì mẹ đã tin và giữ lấy lời của Chúa, cầu mang lời của Chúa trong lòng. Nguyện xin mẹ Maria, người mẹ kính yêu của tất cả mọi người chúng ta, là nữ vương của các tông đồ, Ngài là nữ vương của cuộc đời, làm chứng nhân của mỗi người chúng ta. Bên tòa Chúa, xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Thomas tông đồ, người đã để lại cho chúng ta một lời tuyên tín và tuyên xưng căn bản của đức tin công giáo của chúng ta: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con tin. Và đó là phúc cho đời Kitô hữu của chúng con, của tất cả chúng ta, để chúng ta sống cái mối phúc ấy trong cuộc đời của mình và loan báo mối phúc ấy cho anh chị em của chúng con. Amen.